Cà bạc lửa, cà bạc lửa hàng đặc nha mấy anh. Cái này cây hàng đặc, nguyên cặp vừa săn đá mà vừa dòng và mổ luôn, nó là hàng đặc đó mấy anh. Đó, rất là nhảy lửa ha, nó là hàng đặc ha. Đó. Đây, đây thêm cây cây cò mổ nữa, cũng chung một chủ đề luôn, chung là hàng đặc luôn, hàng đặc. Cho nên là nó tìm mà mấy anh tìm là từng tìm mấy cái dòng nè, dòng trơ, dòng đặc vậy nè, của hàng thuốc lá họ đặt, họ làm quà tặng đó mấy anh. Cho nên là nó đặt một cái số lượng đó xong rồi là thôi, xong rồi mà mấy cái hàng này là mấy hàng thuốc lá xưa đó, họ đặt trong một số lượng đó rồi thôi, xong rồi không có nữa. Cho nên là bây giờ mình săn lại thì mình hên xui á, kiểu mình săn được cái gì thì được cái đó thôi. Mà ví dụ một là thì mình săn được một cái như vậy thôi, nhưng còn cái dòng cò mổ thôi thì đã hiếm rồi. À, đừng có nói gì là mình săn được luôn cái cây săn đá này luôn ha, nó chung một chủ đề. Cái thằng Nhật nó làm cái dòng này nè, nó làm cái dòng này. À, không có thành công như Jippo nhưng mà nó vẫn để made in Japan đồng hồ 1960 á nha mình. Cái dòng này nó làm thập niên 60 á. Ừ. Nó làm thập niên 60, nó làm không có thành công như Jippo mà. Nó làm nè, nó làm chân gió này kia, sao chỉ sao đồ này kia, nhưng mà nó không thành công như Jippo đâu mà. Nhưng mà nó vẫn để made in Japan đồng hồ. Nó không phải như là thằng thằng như như cái thằng thằng bạn gần mình á, thằng bạn gần mình cứ chơi hãng của người ta xong để made in của người ta dưới, nhưng mà làm nhái. Nhật nó không có, thằng Nhật với thằng Korea á, làm là nó để made in giúp Korea, made in Nhật đàng hoàng mà. Này hàng đặt nè, đó hàng đặt ha, nó làm có hơi hở ngay chỗ này xíu này mà. Đó, nói chung là nó làm dòng này không có thành công bằng Jippo mà. Nó làm không thành công nhưng mà vấn đề made in Japan, cái tỷ sưu tập rất là cao mà, chung chủ đề nữa, đặt.